Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Chúng tôi là Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonsa Medical Group, MV Care Health Network, MV Medical Group, AMVI và One Care Connect. Hôm nay tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Cái tin đầu tiên là cái tuần này là cái tuần từ ngày 1 tháng 11 là bắt đầu Open Enrollment của Obamacare. Chút nữa chúng tôi sẽ mời anh Chí nói chuyện về cái này cho quý vị. Thứ hai nữa là chúng tôi muốn nhấn mạnh quý vị là trong tất cả những thuốc tiểu đường nó cũng khác nhau đối với cái gan của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta bây giờ hay bị cái bệnh fatty liver disease, tức là gan nó có mỡ. Thế tại sao mình lại sợ là gan có mỡ? Gan có mỡ nó dễ làm chúng ta bị fibrosis, tức là xơ gan chúng ta. Dù rằng chúng ta không uống rượu, chúng ta không bị... Từ từ trước đây khi nào quý vị uống rượu thì quý vị mới bị cái đó. Nhưng mà cái này quý vị bị fatty liver disease, quý vị không cẩn thận nữa, nó sẽ bị làm xơ gan. Nếu quý vị uống một tí rượu, nó có thể làm đi tới quý vị là bị cirrhosis cái gan của mình, chai gan của vị. Như vậy là chúng ta sẽ đi xuống 250 liền. Vì vậy đó, thì khi chúng ta bị tiểu đường với bệnh fatty liver disease, đó là cái best combination. Khi bị tiểu đường thì bệnh nhân, có nhiều bệnh nhân sợ lắm, không dám uống metformin. Tôi khuyên bệnh nhân bởi vì tôi nghĩ là metformin bây giờ, chúng tôi vẫn biết rằng là cái metformin nó là một cái thần dược của thế kỷ thứ 21. Nó chữa được rất nhiều cái thứ bệnh cho bệnh nhân khi bị tiểu đường, giúp cho chúng ta trẻ lâu hơn, chúng ta ít bị ung thư hơn, giảm huyết áp chúng ta xuống, bảo vệ cái thận của chúng ta, nó làm chúng ta đỡ bị bệnh tim mạch, nó làm chúng ta sống lâu hơn, trẻ lâu hơn, ít bị ung thư. Thế bây giờ trong ngành sản phẩm khoa chúng tôi thì nó giúp cho các bà dễ có con hơn, rồi khi có bầu mà đường cao làm cho các cháu ít bị bệnh hơn, rất là tốt. Đó, bây giờ chúng tôi lại thêm cái tên tốt nữa của cái thuốc metformin. Là nếu mà quý vị bị tiểu đường mà bị fatty liver disease, quý vị uống cái metformin, nó sẽ bảo vệ cái gan của quý vị, nó làm cho cái gan quý vị tốt hơn, không bị hư gan quý vị, giảm tử suất của quý vị, làm cái gan quý vị đỡ bị hư gan, đỡ bị ung thư gan. Quan trọng không quý vị? Nếu mà quý vị uống cái sulfonylurea, tức là cái thuốc mà chúng ta vẫn thường biên toa cho bệnh nhân, glimepiride, glucotrol, mấy cái thuốc đó, cái thuốc mà nó giúp cho bệnh nhân giảm tiểu đường, không có xuống ký lắm. Bệnh nhân thích cái thuốc này bởi vì nó không làm bị tiểu đường, mà thường thường chúng ta bị tiểu đường chúng ta mập. Thì tự nhiên bác sĩ cơ bắt uống metformin nó xuống ký quá, thì người ngoài nó khu của nó bảo trời ơi ốm quá, bị cái gì đây, sợ, xin đòi uống cái thuốc sulfonylurea. Cái sulfonylurea nó sẽ làm chúng ta bị hư gan thêm. Quý vị thấy nó hại hơn. Từ đó bây giờ có nhiều bác sĩ mới người ta không cho quý vị uống cái sulfonylurea nữa vì nó sợ ảnh hưởng cái gan quý vị. Từ đó nếu mà cái metformin rất là tốt thưa quý vị. Metformin nếu quý vị đang bị tiểu đường mà gan có mỡ, bác sĩ khuyên quý vị uống metformin là tốt, thì quý vị uống cái thuốc Actos nó cũng rất là tốt, nó làm chống lại cái mỡ ở trong gan của quý vị nữa. Nhưng mà cái Actos nó làm cho chúng ta lên ký và có thể ảnh hưởng cái tim chúng ta, do đó người ta không dùng cái đó để mà chữa cho quý vị, vì nếu quý vị fatty liver disease quý vị. Cái tin thứ nhì mà chúng tôi muốn nói quý vị đây là cái thuốc là cái bệnh HPV, tức là con vi khuẩn nó làm cho chúng ta bị ung thư cổ tử cung đấy. Ung thư cửa mình, ung thư cổ tử cung, nó có thể làm chúng ta bị ung thư ở miệng. Thì cái thống kê này thưa quý vị, nó nói này ra làm cho chúng tôi thích quá, chúng tôi phải mang đến cho quý vị để làm quà thưa quý vị, chứ không có gì cả. Đó là trong tờ Annals of Oncology, tức là cái tờ báo chuyên về ung thư ngày 20 tháng 10. Thì tôi nói thú thật với quý vị, khi tôi nói chuyện với bệnh nhân của chúng tôi nói là làm oral sex nhiều nó sẽ làm cho ung thư oropharynx cancer OPC. Thế thì làm như thế các bà bệnh nhân của chúng tôi sợ nó đến đòi hơi đau cổ, thì bảo bác sĩ khám cổ tôi đi. Tôi biết rồi, tôi tế nhị tôi không dám hỏi, nhưng mà nói hỏi bà có làm gì, bảo thưa bác sĩ ngày xưa chồng tôi bắt tôi làm thế này nó sợ bị ung thư. Thế thì nhưng mà hôm nay cái bài tin này nó cho chúng ta biết rằng là quả thực chúng ta có thể bị nhiễm trùng HPV ở trong miệng chúng ta tiền, nhưng mà rất hiếm khi nó bị ung thư. Hiếm khi bị ung thư. Nói vậy không có nghĩa là quý vị cứ việc làm bậy bạ luôn. Thường thường nó là cái điều vui cho các bà bệnh nhân của chúng tôi, là đàn ông bị nhiều hơn đàn bà, nhất là chúng ta cái tuổi chúng ta sồn sồn lớn lên chúng ta càng bị nhiều hơn nữa. Nó thử cái này, nó thấy có cái số này nó được, nó thử trong những người lớn tuổi từ 20 tuổi đến 69 tuổi thì cứ 100 người thì có 3.5% người ta bị con vi khuẩn HPV, nhưng mà nó 10.000 người mới có 37 người bị thôi trong suốt đời của người ta. Nghĩa là gì? Tức là 0.37%, mà còn cái kia nữa là 3.5%, tức là nó gấp 10 lần. Đó, quý vị thấy nó đỡ chưa? Nhưng mà nó nói như vậy, tức là chúng ta không phải chúng ta bị hiếm như vậy là chúng ta thả cửa. Lý do tại sao chúng ta bị ung thư trong miệng? Hút thuốc lá là một.
nhiều sexual partner, hôn nhiều người khác nhau. Thứ ba nữa là nhất là những người lớn tuổi đó, người ta không có làm tình bằng đường dưới được, người ta chỉ làm oral sex. Cái đó thực sự cái đó đối với thánh kinh ngày xưa nó là cái sin, người ta không nên làm cái đó. Thực sự ra quý vị làm như vậy thì nó dễ làm nhiễm trùng trong miệng quý vị. Cho nó khuyên các em bé bây giờ con trai nó nên chích ngừa HPV để cháu nó ít bị ung thư trong miệng nữa. Nhưng mà cái tin vui là chúng ta ít bị ung thư ở trong miệng. Nếu chúng ta có bị nhiễm trùng thì cũng ít bị. Nhưng chúng ta nếu chúng ta thấy có hạch ở cổ, chúng ta đau cổ không, mọc hạch lên, chúng ta nên đến khám với bác sĩ để ta coi. Và nếu cần chúng tôi là biopsy và chữa sớm. Cái HPV nó có đặc biệt là nó dễ chữa, thưa quý vị, nếu chúng ta biết sớm. Khi chúng ta bị sưng ruột dư, thế là sưng ruột dư, thưa quý vị thấy đau ở bên tay mặt, háng với tay mặt quý vị, bụng dưới với tay mặt quý vị, thấy buồn ói, đi tiêu chảy, đau bụng, bụng đi đứng thẳng không được, đau bụng ghê lắm, đi khám bác sĩ. Thì ông thử máu thấy cái bạch huyết cầu lên cao, rồi ông thử cái CT scan, ông thấy cái ruột dư chúng ta nó bị nghẹt lại, thế là chúng tôi phải mang quý vị mổ ngay. Thì cách đây chừng hơn một năm thì ở bên Âu Châu, tức là bên Pháp ấy, người ta thí nghiệm, người ta thử bệnh nhân, có nhiều người không chịu mổ, người ta truyền nhiễm sinh thì nó hết. À, thế thì thưa quý vị, ở bên Pháp là trong vòng 16 năm vừa rồi thì cái số người bệnh nhân được chữa bằng nhiễm sinh tăng gấp đôi, lên từ 2,47% lên đến 4,9%. Do đó cách đây chừng khoảng 4 năm ở bên Hoa Kỳ, các bác sĩ bắt đầu bắt chước, thấy là mình chữa được thuốc nhiễm sinh. Nhất là nhiều bệnh nhân sợ, nghe mổ là sợ lắm, không muốn mổ, chích nhiễm sinh à, tốt. Nhưng mà cái thống kê này nó cho biết rằng là nếu chúng ta của American College of Surgeon ấy, được trình bày trong 26 tháng 10 2017 tại Clinical Congress, thì người ta thấy rằng là nếu chúng ta mà chữa bằng thuốc như thế, nó có thể ok, nhưng mà nó sẽ tăng cái xác suất tử suất của người bệnh nhân lên. Có gì đâu, nó lâu ngày nó sẽ quý vị phải trở lại khám lại, theo dõi, nhiều khi phải uống lâu, uống tới lui, nhiều khi nó xì ra lúc nào không biết, nguy hiểm. Trong khi đó bây giờ cái mổ người ta giản dị lắm, thưa quý vị, người ta nội soi quý vị, người ta chỉ coi nó, người ta thấy nó cắt nó đi, có 10-15 phút là xong rồi. Nếu nó chưa bị bể ra nó mau lắm, thưa quý vị. Và sau đó chừng một ngày quý vị sáng hôm sau có thể đi về được, hoặc chiều hôm tối nó có thể về. Nhưng mà bây giờ nó mổ rất tốt, và khi nó cắt cái đó, nó dùng cái staple nó kẹp lại, nó không có xì ra được, thưa quý vị, rất là tốt, thưa quý vị. Cái nếu chúng ta mà bị cataract lớn tuổi, chúng ta nên mổ cataract. Và người ta khám phá những bà nào mà được mổ cataract thì sẽ sống, giảm được 60% cái xác suất bị chết vì bất cứ lý do nào đó. Mà tại sao vậy? Giản dị lắm, tại vì quý vị bị mổ cataract tức là quý vị thay cái opaque lens ở trong mắt quý vị. Tại buổi chiều quý vị không sẽ không thấy, mở đèn nó không tối. Chúng ta đi chúng ta té hay chúng ta bị bệnh lúng tung, chúng ta chán đời vì không nhìn rõ. Bây giờ người ta thay cái opaque lens bằng một cái ánh sáng, tia sáng bằng một cái plastic sáng hơn, chúng ta nhìn rõ hơn. Do chúng ta bây giờ tự nhiên nhìn trước nhìn ban tối, bây giờ tự nhiên sáng nhìn ban ngày hết, sướng quá. Chúng ta đêm dậy chúng ta đi chè, chúng ta không có bị té, nguy hiểm. Vì vậy mà chúng tôi vẫn khuyên các bà già, ông bà già lớn tuổi thì phải để đèn sáng buổi tối, là lý do như vậy. Để quý vị đừng sáng quá, quý vị lại tối ngủ không được. Để đèn đêm, quý vị nhìn đường. Và quý vị nếu mà quý vị bác sĩ khuyên quý vị cắt cataract, quý vị nên mổ cataract để thay cái lens đó cho quý vị. Quý vị sẽ thấy rõ ràng. Cái này được đăng trên báo Ophthalmology 26 tháng 10, JAMA Ophthalmology, thưa quý vị. Do đó nên về già, mà dù già mấy mà bác sĩ về mắt khuyên chúng ta phải mổ cataract, chúng ta nên mổ cataract. Khi chúng ta bị bệnh atrial fibrillation lớn tuổi hay bị tim đập thất nhịp thì bác sĩ khuyên chúng ta phải uống thuốc lọc máu. Thì nhiều bệnh nhân sợ không dám uống thuốc lọc máu, sợ nó chảy máu nguy hiểm. Nhưng mà thưa quý vị biết rằng quý vị uống thuốc lọc máu nó sẽ làm cho quý vị ít bị bệnh lún lẫn dementia. Giản dị lắm, nếu quý vị bệnh atrial fibrillation, cái máu nó đông là nó chạy lên móc óc quý vị, nó làm quý vị bị dementia, bị giống như là bị sốc, quý vị quên. Do đó quý vị nên dùng cái thuốc lọc máu. Thuốc lọc máu gồm có thuốc warfarin, tức là coumadin, Eliquis, Praxa, Savisa hoặc Xarelto, những cái thuốc mới bây giờ rất tốt cho quý vị. Mong quý vị đừng thấy bác sĩ quý vị bảo quý vị uống là quý vị phải uống, đừng có tìm cách trốn. Cái này nó được đăng tờ European Heart Journal ngày 25 tháng 10. Khi mà chúng tôi khám bệnh thì nó khuyên trong cái bài báo này là của cái tờ MD Anderson, tức là cái tờ một cái trung tâm đại học rất quan trọng của nước Mỹ. Thì nó khuyên cáo là khi chúng tôi khám bệnh quý vị, chúng tôi đừng có chú tâm vào computer quá, ngồi đánh máy computer. Chúng tôi nên dùng cái iPad để dùng cái bút chì đấm chấm 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 thôi. Vừa nói chuyện quý vị, nhìn quý vị face to face với quý vị, communicate quý vị, để quý vị sẽ cảm thấy comfortable hơn với các bác sĩ của chúng tôi.
Đó là lời khuyên mà chúng tôi mang đến đây để cho các bác sĩ cũng như trong đó các đồng nghiệp của chúng tôi có thể từ đó mà nhớ rằng là chúng ta không phải dùng computer, chúng ngồi loay hoay. Nhất là chúng tôi đánh máy dở, khi quý vị nói xong chúng ta phải ngồi xuống đánh máy cọc 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 cọc. Bây giờ nếu mấy các bác sĩ trẻ thì dễ lắm, họ nói chuyện với quý vị, họ cứ đánh tay thôi, họ nói chuyện nhìn quý vị, mà thực sự họ không cần phải nhìn phím phím TV mới làm như thường. Nếu chẳng may quý vị muốn phải bị mổ tim open heart surgery thì quý vị nên xin mổ vào buổi chiều. Tôi suối dạy quý vị đấy, tại vì bác sĩ thường thử thích mổ buổi sáng, nhưng mà đây nó cái thống kê nó thấy là nếu mà giữa những bệnh nhân mà mổ buổi sáng, những bệnh nhân mổ tim vào buổi chiều thì thấy những bệnh nhân mà mổ buổi chiều sẽ giảm được xác suất bị biến chứng được 50%. Tại sao vậy? Là vì cái biological circadian circle ở trong chúng ta, cái clock của chúng ta nó buổi ban đêm là chúng ta, cái buổi chiều là cái tim chúng ta nó thư giãn lại. Đến buổi sáng là chúng ta nó bừng lên như vậy, chúng ta hay bị heart attack chết là buổi sáng là vậy. Rồi chúng ta mổ buổi sáng nó nhiều biến chứng hơn là mổ buổi chiều, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi cần phải mổ. Chúng ta có thể hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ cho chúng tôi mổ buổi chiều được không? 2-3 giờ chiều tốt nhất, để sáng nhiều những người khác nói mình khôn. Thực sự chúng tôi mổ là chúng tôi phải mổ buổi sáng. Thì nó buổi sáng sớm chúng tôi dậy, chúng tôi hay mổ buổi sáng. Nếu chúng ta bị high risk breast cancer, thí dụ như là trong gia đình có người bị ung thư vú này, chúng ta bị cái gene là chúng ta bị ung thư vú này, hoặc trước là chúng ta bị ung thư vú nên chúng ta có thể nên đòi hỏi được cái MRI thì nó sẽ chính xác hơn, thưa quý vị. MRI tức là từ trường chụp cái vú của quý vị. Thường thường cái này rất tốn kém. Khi còn trẻ mà chúng ta ốm quá đó, cái BMI chúng ta dưới 18 đó, thì chúng ta coi chừng khi chúng ta về già, chúng ta sẽ bị ốm, chết kinh mau, và như vậy tuổi thọ chúng ta sẽ giảm xuống, chúng ta đừng để ốm quá. Cái BMI chúng ta nó phải từ 18 đến 24.9. Người Việt Nam đến 23 thôi, 24.9 người Việt Nam là hơi mập rồi, thưa quý vị. Tức là lấy cái trọng lượng quý vị chia chiều cao, nó phải từ 18.5 đến 24.9. Cái này được đăng là human reproduction. Đó là nhớ đến được hồi trẻ đừng ham ốm để thành người mẫu, không tốt đâu. Ung thư phổi là một cái bệnh nó giết chúng ta rất nhiều nhất ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện bây giờ y khoa đã tối tân, quý vị khám phá ra sớm thì quý vị có thể được khỏi bệnh bằng cách mổ cắt cái biếu đi, làm radiation therapy, quý vị sẽ khỏi bệnh. Cure, tôi dùng cái chữ khỏi bệnh là vì nó dùng cái chữ cure của nước Mỹ, tức là có thể chữa bệnh, khỏi bệnh luôn. Quý vị phải nhớ điều là quý vị nếu có history 15 năm hút thuốc lá, tức là mỗi ngày quý vị hút một gói và trong vòng 15 năm trên 50 tuổi, quý vị được quyền xin phép chụp cái CT scan cái phổi quý vị. Bảo hiểm nó sẽ trả quý vị, Medicare nó sẽ trả cho quý vị. Và khi chúng tôi khám phá sớm thì chúng tôi có thể mổ cắt cho quý vị và chạy radiation therapy thì quý vị sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Cái này được đăng trong tờ báo Annals of Thoracic Surgery. Năm nay ở bên Hoa Kỳ có chừng khoảng 220.000 người bị ung thư vú, và trong đó 155.000 người sẽ chết vì ung thư vú. Quý vị thấy không? Nhưng mà ngày xưa thì là bị ung thư là chết, nhưng bây giờ chúng tôi chữa quý vị. Quý vị có thể sống được, rất nhất là cái non-small cell lung cancer là cái thường gặp của những người hút thuốc lá đó. Bây giờ nó sớm sẽ khỏi. Có một cái thuốc mới để chữa chủng ngừa rời leo, Shingrix. Quý vị nhớ tên Shingrix, S-H-I-N-G-R-I-X. Thuốc này nó rất hiệu nghiệm, trên 90%. Nếu chúng ta trẻ từ 50 tuổi đến 69 tuổi, 97%. Nếu chúng ta từ 70 tuổi trở lên, được trên 91%. Hơn cái thuốc ta bắt rất nhiều, ít phản ứng hơn. Mà bệnh nhân chích cái này xong ít bị cái bệnh shingle. Nó phải chích 2 mũi. Mà FDA đã approve rồi, mà cái CDC cũng khuyến cáo nên làm cái đó. Ngay cả những người đã chích Zostavax rồi cũng nên xin được chích Shingrix, bởi vì nó sẽ bảo vệ quý vị không bị lại. Nhưng mà chỉ có một điều là đến bây giờ thì bảo hiểm nó chưa nói rõ là nó sẽ trả cái này không. Quý vị, đó là cái tin rất vui để dành cho chúng ta lớn tuổi mà chúng ta sợ bị rời leo. Nhưng mà cái chính đấy quý vị thấy tự nhiên nó đỏ lên, nó đau, nó rát đấy. Nhưng xé thịt đấy, quý vị đi khám bác sĩ ngay, bảo bác sĩ ơi, tôi sợ tôi bị giờ leo. Thì bác sĩ ông sẽ nghĩ ngay ra đó, ông cho vào quý vị uống thuốc thì nó sẽ không sao cả. Một cái tin cuối cùng là khi các em bé bị bệnh hyperactive, chúng tôi cho uống Adderall, ADDER ALL. Cái thuốc này nó quan trọng lắm, bởi vì nó sẽ giúp cho các cháu bình thường. Nhưng mà nếu cháu uống nhiều nó hay nghiện, bởi vì nó có chất amphetamine. Cái amphetamine nó rất là độc, nó sẽ làm tim đập thất nhịp, có thể nguy hiểm tính mạng các cháu, và nó làm cho các nghiện cái thuốc này. Do chúng ta đừng để cho các cháu uống nhiều quá, nó sẽ trở thành nghiện. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây để sau phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ nhì. Xin quý vị đừng rời máy. Xin cảm ơn quý vị.
Kính chào quý vị, bây giờ là phần thứ nhì của chương trình. Hôm nay thì nó có nhiều cái đề tài, tôi sẽ mời kính chào anh Chí. Nhất là cái vấn đề xăng hôm nay tôi đi tôi thấy nó lên ghê quá, nó đánh thuế lên quá, đau địa quá. Không biết là tôi đau địa, chắc quý vị đau địa nhớ hơn nhiều. Bây giờ hỏi anh thì anh thấy cái đó là tại sao tự nhiên quốc hội bên California nó có thể làm một cách không đưa ra vote gì cả. Vì nó đưa nhiều sợ mà nó dùng cái tiền của mình không có đáng, dùng tiền nó tăng lên, nó xài hết tiền của chúng ta. Thì anh nghĩ sao? Dạ thưa bác sĩ, cái đó là một cái vấn đề quan trọng. Là bởi vì lần trước họ tăng 20 cent thì cái trong 20 cent họ nói họ bỏ vô đường xá, mà chỉ có 40% họ bỏ vô đường xá thôi. 60% của 20 cent hồi cách đây mấy năm họ tăng đó toàn xài chuyện tầm bậy, hoặc là space rồi climate rồi mấy cái chuyện không cần thiết, toàn là có lợi cho Democrat xong rồi. Thành đó là một cái failure mà mình phải để ý. Câu hỏi bác sĩ hỏi rất hay, nhưng mà mình phải để ý là như thế này: họ không có vote, không có ra dân chúng vote, cái đó là không có đúng. Nhưng mà thật sự tại vì cái quốc hội của California nó có 2/3 đa số thượng viện và hạ viện, thành họ không cần qua cái vote của quần chúng. Nhưng mà mình có thể repeal, mình có thể chống đối nếu mình cần 538.000 chữ ký để mình request cái đó repeal. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Hoặc là mình request vẫn xài cái đó, nhưng mà dưới điều kiện cái 12 cent này tăng á, tức là tổng cộng khoảng chừng 5 tỷ, tức là trung bình mỗi người chúng ta phải tốn khoảng chừng 400 đến 465 đồng mỗi một năm vô cái tiền gas, thì mình bắt họ phải xài đúng là bỏ vô cho đường xá. Tại vì mình cần đường xá, mình cần infrastructure, mình cần những cái đó. Tại vì hôm rồi chỉ có 40% là họ vô đường xá thôi, 60% họ xài toàn cái chuyện mà họ muốn xài. Thành đó là một cái mà mình thấy họ rất không có thành thật với dân chúng. Thì mình vẫn có thể làm được. Đau lòng là quý vị phải trả thêm tiền, chúng ta cũng phải trả thêm tiền. Nhưng mà cái xăng nó lên, thưa bác sĩ, nó không phải chỉ một phần đó thôi. Cái xăng nó lên thì giật giá nó lên theo. Giật giá lên theo bởi vì tiền chuyên chở hàng hóa, rồi supermarket, rồi thịt cá tôm nó lên hết. Là cái là một cái vấn đề của mình. Thành ra mình bắt họ phải, mình có thể review, mình cần 5.380 chữ ký. Thì mình, nếu mà quý vị có thể lên website có là stop cái mình có, nó có website là stop gas tax .com, thì mình có thể lên ra làm chữ ký, mình cần cái chữ ký đó để bắt họ hoặc là xuống, hoặc là họ phải giữ cái số tiền này chỉ làm cho đường xá mà thôi. Chứ cái thứ nhì nữa thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, là bây giờ thật sự cái mùa này là cái mùa open enrollment cho Obamacare, thì theo chúng tôi được biết thì chúng ta chưa có bị ảnh hưởng nhiều, bởi vì cái CoverCA là họ đã chuẩn bị trước cái chuyện này xảy ra, cho nên họ đã tăng một phần nào nhưng mà không có nhiều lắm. Đa số 80% mà cái Silver Plan đó, là cái majority của cái plan mình đó, không có tăng bao nhiêu, tức là mình ok từ đây cho đến suốt 2018. Thì hy vọng tới 2018 á, thì có thể mình đã có cái solution rồi, mình có cái giải pháp cho cái healthcare. Thì hiện giờ quý vị cũng không có lo lắng lắm. Nhưng mà vấn đề là quý vị phải chọn những cái nhóm của nhà thương và các hãng bảo hiểm. Bởi vì những cái hãng lớn như là HealthNet, Blue Cross Blue Shield hay là Anthem thì hãng lớn, nhưng mà họ bắt đầu restrict, họ bắt đầu thu gọn lại. Thành ra cái sự lựa chọn cũng rất ít hơn. Mặt khác thì có những cái nhóm mà healthcare và những cái nhóm regional họ tăng lên, thì mình cũng nên coi cái đó, nếu nó thích hợp với mình thì mình cũng có thể xài để mà bớt tiền. Và như vậy cũng là cái tin, trong cái tin xui mà nó cũng có tin vui. Chúng ta sẽ tìm cách chúng ta work với quý vị để giúp cho quý vị vẫn được hưởng những quyền lợi tối đa của quý vị. Chứ quý vị đừng lo, nếu cần quý vị có đến văn phòng chúng tôi hỏi chúng tôi hoặc hỏi anh Chí, anh sẽ giúp cho quý vị để quý vị có thể có một cái giải pháp tốt đẹp cho quý vị, giữ gìn sức khỏe quý vị tốt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị, phải kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào và mọi sự như ý. Và xin quý vị đừng có lo gì cả, hãy cứ vui vẻ đi, không đừng có lo con bò trắng răng hay trời sụp, chúng ta yên chí, đâu nó sẽ vào đó, tức là không ai có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta được, vì chúng ta đang ở một xứ tự do. Cảm ơn quý vị, xin hẹn quý vị tuần tới.